Andy Ruiz mơ có cân nặng lý tưởng để làm gỏi Anthony Joshua, tranh đai quyền Anh. Sau thất bại trước Anthony Joshua, huấn luyện viên Manny Robley cho biết ông và Ruiz đã đoán trước việc Anthony Joshua sẽ sử dụng chiến thuật di chuyển liên tục để đánh lấy điểm. Tiếc thay Ruiz đã không thể sử dụng chiến thuật như ứng phó. Theo lời Robley, cả hai đã có chiến thuật rất tốt để đối phó với Joshua, tuy nhiên Andy Ruiz đã quá nặng cân để thực hiện chiến thuật này ở những tuần đầu của kỳ tập luyện, Ruiz đã tập luyện rất nghiêm túc và giảm 9 kg. Nhưng không lâu sau đó, Ruiz đã mất động lực tập luyện và thường xuyên bỏ buổi tập. Tôi nghĩ chúng tôi đã có chiến thuật tuyệt vời. Chúng tôi tin rằng Joshua sẽ tận dụng footwork, chiều cao và tầm đánh để không cho Andy Ruiz tiếp cận. Robley nói. Chúng tôi không nghĩ Joshua sẽ sử dụng chiến thuật đấy đến cuối trận. đã có những lúc chúng tôi nghĩ Joshua sẽ đôi công đuổi đòn, vì anh ấy là một chiến binh quả cà ma nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên chiến thuật. Robley cho biết thêm, nếu bạn đã nặng hơn đối thủ, kế hoạch phù hợp nhất là kiểm soát võ đài và làm đối thủ kiệt sức. Nhưng điều đó làm sao có thể xảy ra khi bạn quá béo và chân không đủ lực để di chuyển? Kế hoạch làm sao có thể thực hiện khi cơ thể không đủ dẻo dai và linh hoạt? Nhận xét về việc Andy Ruiz nặng đến 128kg, huấn luyện viên Robley cho biết cảm nghĩ của ông. 115kg, tôi nghĩ đó là cân nặng lý tưởng. Anh ấy đã nặng 116,5 kg lúc so tài với Alexander Dimitrenko. Tốt nhất là ở mức 113 kg. 115 kg là con số khả thi, nhưng chúng ta biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Joshua thề tỷ phần trăm sẽ tài đầu Andy Ruiz và tiết lộ mục tiêu bảo vệ đai quyền anh WBO. Nhà vô địch quyền anh hạng nặng Anthony Joshua vừa chiến thắng Andy Ruiz và đã có ý định tài đầu thêm lần nữa, nhưng mọi chuyện có vẻ không theo ý anh. Vừa qua, hai tổ chức boxing WBO và IBF đã đưa ra thách thức bắt buộc để Anthony Joshua bảo vệ đai vô địch của mình. Đối thủ tiếp theo của Anthony Joshua là cựu vô địch tuyệt đối hạng Cruiserweight, Oleksandr Usyk. 17 chiến thắng, 13 trận knock out. Võ sĩ người Ukraine vừa chuyển lên hạng nặng vào tháng trước và đã có một trận ra mắt hoàn hảo. Và đối thủ thứ hai là Kubat Pulev, 28 trận thắng, 1 trận thua, 14 trận knock out. Võ sĩ 38 tuổi, trứ danh người Bulgaria. Nói về trận tài đấu, Joshua chia sẻ: "1.000 phần tỷ là tôi sẽ đấu về Andy, nhưng đó là câu chuyện sau khi tôi thống nhất tất cả các đai hạng nặng và hoàn thành trách nhiệm với các tổ chức boxing." Nói về Oleksandr Usyk, Anthony Joshua đã sẵn sàng đối mặt với võ sĩ từng đạt huy chương vàng Olympic này. Anh và đội ngũ của mình đã nghiên cứu kỹ lối đánh của nhà vô địch 32 tuổi. Usyk là một võ sĩ vĩ đại, anh ấy vừa chuyển lên hạng cân nặng và đang trong quá trình khám phá những đối thủ ở hạng cân này. Nếu anh ấy muốn một con cá lớn thì tôi sẵn sàng chào đón. Anh ấy đã ở trong tầm ngắm của tôi. Trận đấu có thể diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm sau ucid là một đối thủ đáng gờm nhưng tôi muốn đánh bại anh ấy để tô điểm cho bảng thành tích của mình bởi lẽ tôi có thể tự hào nói với mọi người rằng mình đã chiến thắng một võ sĩ vĩ đại như thế joshua chia sẻ ucid sử dụng đôi chân của anh ấy một cách hiệu quả và đôi tay hoạt động cũng tốt không kém và nếu bạn cố gắng đấm anh ta thì anh ta lại gạt tay của bạn đi nhưng tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của anh ấy rồi từ cách di chuyển cho đến cách tung cú đấm và tôi có lời giải cho bài toán này. Sắp tới tôi sẽ liên hệ với những đối thủ cũ của Usit và nhờ họ chỉ bảo thêm một số thứ để có thể đánh bại tay đấm ấy. Bạn thấy đấy, đây không chỉ là trò chơi đấm nhau, mà đây là một môn khoa học thực sự. Nói về đối thủ Pulev, Joshua chia sẻ, tâm trí của anh ấy như săn lùng và tiêu diệt đối thủ của mình vậy. Phong cách của Pulev khá tương đồng với Tyson Fury, thọc jab, nghiêng người về sau và có kỹ năng giữ khoảng cách điều luyện. Joshua nói. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua tuyên bố là phiên bản hoàn chỉnh của Mike Tyson, Leonard Lewis, Larry Holmes. Dù vừa trở lại ngôi vương theo phong cách thi đấu khá tiêu cực, Anthony Joshua lại tự tin tuyên bố anh có thể thi đấu giống những thần tượng hạng nặng, những võ sĩ có lối đánh gây áp lực tiêu biểu. Trong trận tái đấu lịch sử trước Andy Ruiz, Anthony Joshua đã xuất sắc giành lại được ngôi vương hạng nặng. Tuy nhiên trận đấu đã diễn ra không giống như những gì kỳ vọng. Anthony Joshua chọn lối thi đấu quá an toàn và luôn chạy vòng quanh suốt 12 hiệp đấu. Chính chiến thuật ăn chắc này đã khiến danh tiếng của Joshua ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên mới đây Anthony Joshua đã cho biết anh và các huấn luyện viên đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu, thậm chí theo lời của Joshua, cả đội ngũ của nhà vô địch có thể chuyển chiến thuật thi đấu của Joshua sang các lối đánh như Mike Tyson, Leonard Lewis hay Larry Holmes nếu như cần. Nếu như họ cần tôi chuyển sang chơi đôi công như Ricky Bauer, Leonard Lewis, Larry Holmes, Mike Tyson, Floyd Patterson, Shirley Liston hay bất cứ ai mà họ muốn. Tôi có thể làm được vì tôi là một học trò giỏi. Chiến thắng trước Andy Ruiz đã làm Anthony Joshua quay trở lại cuộc đua thống nhất hạng nặng trước nhà vô địch WBC Dan Tywelder. Bên cạnh đó, những cái tên như Kubat Pulev, Oleksandr Usyk và Dylan White cũng được đặt lên bàn cân. Cùng với đó, một trận đấu thuần anh giữa Fury và Joshua cũng là thứ được quan tâm. Tuy nhiên mới đây, Tyson Fury cho biết hợp đồng của anh chỉ còn 3 trận đấu nữa với ESPN Mỹ. Theo Fury, hai trong ba trận đấu đó là đấu với Dan Wilder và một tay đấm Mỹ chưa được lên kế hoạch. Fury cũng tạm bỏ qua trận siêu đấu với Anthony Joshua và tuyên bố rằng tôi chỉ tập trung vào một trận đấu trong một thời điểm mà thôi. Còn ở Wilder, anh là mảnh ghép cuối cùng để Anthony Joshua trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng. Nếu thật sự có chiếc cầm cứng như Bower cùng với khả năng thi đấu thông minh như Lewis và lùi đánh áp lực như Mike Tyson, rõ ràng Welder sẽ không bao giờ là đối thủ của Anthony Joshua. Mọi việc hiện tại vẫn còn phải chờ, liệu điều Joshua tuyên bố có phải là sự thật, hay anh vẫn chỉ là một Kilisco da đen, thi đấu tốt, chiến thuật thông minh, mỗi tội cầm giấy. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Chi Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Daniel Dubois lộ điểm yếu tử huyệt non kém hơn Anthony Joshua, Dan Twarder, võ sĩ hạng nặng đang có thành tích bất bại. Daniel Dubois 14 chiến thắng, 13 trận knock out, không cần mất quá nhiều thời gian để hạ một Kiataro Fujimoto đã 33 tuổi, 22 trận thắng, 2 trận thua, 13 trận knock out khi trận đấu mới chỉ bước sang hiệp đầu thứ 3 tại Copper Box Arena, Anh Quốc. Với chiến thắng này, quái vật quyền anh Dubois đã giành được một suất tranh danh hiệu WBC Silver hạng nặng hiện vẫn chưa có chủ. Trong trường hợp Dubois thành công bổ sung chiếc đai này vào bảng thành tích của mình, thứ hạng của tay đấm người Anh tại WBC sẽ tăng vọt, đồng thời giúp thuốc nổ có thêm cơ hội cạnh tranh danh hiệu cao quý hơn. Bằng một cú đấm trời giáng bằng tay phải ngay vào đầu Fujimoto, tay đấm 22 tuổi đã khiến cho đối thủ ngã đo ván và không thể tiếp tục đứng dậy. Trạng tài Victor Luslin ngay sau đó phải can thiệp tạm dừng trận đấu. Một Fujimoto nằm trong top 13 tay đấm hàng đầu WBA đã để lộ quá nhiều sơ hở để Dubuis dễ dàng hạ knockout. Cụ thể, võ sĩ người Nhật đã đứng sừng sững trước mặt thuốc nổ trong toàn bộ thời gian thi đấu, thay vì chọn phương án di chuyển liên tục để giữ khoảng cách. Ở hiệp đấu thứ hai, Fujimoto đã lãnh rất nhiều cú đấm vào mặt khiến anh liên tục phải vịn dây. Đây chính là một trong những quyết định sai lầm mà Fujimoto mắc phải khi chạm trán với một Daniel Dubois luôn trung thành với lối đánh chậm mà chắc. Về mặt tích cực, Dubois cho thấy sức mạnh tuyệt vời của những pha ra đòn và một trong số đó là cú jab hoàn hảo. Tài đấm người Anh đã tỏ ra vượt trội trong việc chiếm lĩnh sàn đấu, chính điều đó khiến Fujimoto luôn trong tư thế phòng thủ suốt hai hiệp đấu. Xuyên suốt trận đấu, Dubuis đã cho thấy anh không chịu nhiều sức ép từ bại tướng của mình bởi Fujimoto có phần nhát đòn trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên xét theo chiều hướng ngược lại, những pha ra đòn của Dubuis có phần nặng nề và chậm chạp. Sao mai người Anh không cho thấy bất kỳ sự thanh thoát nào trong cách ra đòn, như các tay đấm hàng đầu hạng nặng như Dante Wilder hay Anthony Joshua. Việc thiếu tốc độ cùng những cú đấm có thể khiến Dubuis gặp khó khăn khi đối đầu với những võ sĩ tốt đầu cùng hạng cân. Dubuis sẽ rất khó khăn để có cơ hội giành chiến thắng trước các tên tuổi lớn nếu vẫn giữ nguyên lối đánh hiện tại, trừ khi đối thủ của anh phơi mặt ra như Fujimoto. Tất cả những gì tôi cần làm là tung một cú đấm thật mạnh bằng tay phải, và đó cũng chính là lời tạm biệt đối thủ của mình, Dubuis nói. Có rất nhiều thứ mà tôi phải cải thiện ngay lúc này. Tôi thấy mình đạt đến đẳng cấp của các đối thủ hạng nặng ngoài kia, tôi chỉ cần vượt qua họ và rồi tôi sẽ ở trên đỉnh cao. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.